Hello các anh em, lâu lắm rồi mới gặp lại mọi người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về nốt hương mà mình nghĩ rằng đa phần các anh em đều rằng nó liên quan nhiều đến các chị em. Đó là vị thơm của sữa, vị ngậy của kem. Đó, những cái mùi hương mà khi mà chúng ta bình thường ngoài đời chúng ta ngửi thì đôi khi chúng nó tạo nên một cái cảm giác, ví dụ như là giống như kiểu là chúng ta đang cảm giác thèm thuồng, kiểu yummy, rất là thèm, kiểu như thế. Thì ngày hôm nay anh em mình sẽ nói về những cái nốt hương đấy. Nói chung là theo như tiếng Anh người ta hay gọi là milky, creamy và lactonic, vị kem và vị sữa. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái nốt hương đấy trong nước hoa, nó là như thế nào. Ok. Và nếu như các bạn có lần đầu xem video này của mình thì hãy nhanh tay bấm subscribe để chúng ta gặp lại nhau được nhiều hơn. Còn bây giờ anh em mình hãy đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay. Vị thơm của sữa, kem và top những chai nước hoa mà chúng ta nên thử nếu như muốn biết về nốt hương này. Ok. Let's go. Ok các anh em, trước tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua một chút về nốt hương sữa và kem, những cái loại nguyên liệu mà rất là quen thuộc đối với mọi người ở ngoài đời. Thì trước tiên đấy là điều chắc chắn, đó là kem và sữa thì không thể có tinh dầu. Đấy đều là những cái sản phẩm từ phòng thí nghiệm mà ra, những cái phân tử mùi họ đã chiết xuất hoặc là tạo nên những cái mùi hương mà tái tạo lại giống như mùi của mùi thơm của sữa hoặc là vị ngậy của kem. Đó thì đấy là cái điều đầu tiên. Điều thứ hai thì ngoài ra có một số những nguyên liệu mà tùy theo cái cách pha chế mùi, ví dụ như là hạnh nhân hoặc là gỗ đàn hương, thì nó đều có cái vị thơm và ngậy. Ví dụ như hạnh nhân tùy theo nó, với mình thì nó có hai cái tính chất mùi. Ví dụ như cái lai kiếc lang chẳng hạn, ở đây mình không biết là mình còn để chai nào ở đây không nhỉ. Ví dụ như là bản lôm Idea EDT chẳng hạn, thì cái vị hạnh nhân của nó rất là ngậy, nó rất là bùi. Đó, thì đôi khi chúng ta ngửi chúng ta sẽ có cảm giác một cái vị ngậy giống như là vị kem. Thì ở hạnh nhân khi người ta pha chế mùi, người ta cũng có thể là để là một cái chút vị ngậy của hạnh nhân, giống như mà chúng ta vẫn hay được thưởng thức trong những cái bánh sô-cô-la. Tuy nhiên thì cũng có những chai ví dụ như là Pegasus thì mùi hạnh nhân của nó rất là sắc, nó giống như kiểu một cái thiên hướng metallic. Đối với mình nhá, một dạng kiểu metallic rất là sắc và rất là gai góc, không hề là dễ ngửi. Đấy thì nói chung là tùy theo cách pha mùi, anh em mình không cần phải quá quan tâm. Tuy nhiên, để nói lại về cái đặc tính ngậy thì hạnh nhân cũng là một trong những nguyên liệu có những cái yếu tố để mà perfumer có thể tận dụng. Ngoài ra thì gỗ thì có gỗ đàn hương. Thì chúng ta đều biết là gỗ đàn hương được mô phỏng như là có một cái vị sữa ở gỗ. Tuy nhiên thì đến hiện tại thì mình vẫn đang đi tìm những cái chai gỗ đàn hương mà mình cảm thấy ưng ý nhất. Đến hiện tại thì mình mới chỉ tìm được một chai đàn hương của nhà Hugo Boss. Nhưng mà chai này đã discontinue rồi, cho nên là khá là đáng tiếc. Tuy nhiên thì mình vẫn đang đi tìm cái mùi hương của gỗ đàn hương mà nó mình cảm thấy là chất lượng ok. Còn lại thì những cái ví dụ Santa thì không hẳn là thuần về gỗ, mà là phần nhiều là mình thấy là gỗ tuyết tùng là nhiều hơn. Ok, cái là cái chuyện đấy là bỏ qua. Quay trở lại thì đấy, trong những cái nốt hương của ngậy của kem và vị thơm của sữa thì có ví dụ như hạnh nhân hoặc là gỗ đàn hương, nó cũng có thể tạo nên cái vị ngậy khi mà chúng ta ngửi. Còn ngậy được hay không thì là phụ thuộc vào trình độ của perfumer. Đấy thì là một số thông tin nhanh mà mình muốn chia sẻ với các anh em. Còn bây giờ, chai nước hoa nào mà chúng ta có thể tham khảo để có thể bắt đầu một cái nốt mùi hương mới? Chai nước hoa thì đừng nên hạn chế cá nhân của giới hạn một cái mùi hương nào. Có thể chúng ta không chuyên sâu nhưng chúng ta nên open, nên khám phá. Thì chai nước hoa đầu tiên mà mình muốn nói đến ở đây chắc chắn rồi, một sản phẩm của nhà Seculutem và nó có tên là Jodepol. Tiếng Pháp luôn luôn là một vấn đề đối với mình. Đây là một chai nước hoa mà mình đánh giá rằng nó rất 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 là giống với mùi hương của một cái, mình không nhớ chính xác nhưng mình đã từng uống một cái sữa, đúng kiểu sữa gạo ấy. Đó, thì chai nước hoa này nó rất rất là giống. Khi mà mình mới xịt xong, mới xịt ra thì nó gây đúng như là một cái vị sữa gạo. Và sau khoảng dry down xuống thì là một cái vị thơm ngậy ngậy của sữa, rất rất là thú vị. Tuy nhiên thì
Mình không biết là chai này ở phiên bản mới hiện tại, cái phiên bản 100ml thì mùi hương nó có còn giữ được cái sự thú vị của mùi hương của sữa hay không. Đấy là một, bởi vì mình cũng chưa được ngửi. Tuy nhiên đây là một chai nước hoa rất rất là thú vị. Anh em nào mà mình nghĩ rằng là thuộc cái gu mà thích cái tông mùi nhẹ nhàng ấy, thơm nhẹ nhàng và nó vừa đủ, thì Chagluten Jodepol là một cái mùi hương mà chúng ta cũng có thể tham khảo đó, hoặc là mua tặng cho bạn gái thì mùi hương này rất là ok. Chai nước hoa đầu tiên, sản phẩm của nhà Chagluten. Chai nước hoa thứ hai là một mùi hương đến từ nhà Cartier và nó có tên là Le Baiser du Dragon, nụ hôn của rồng. Về bản chất, mùi hương này không phải là một mùi thuần của hạnh nhân mà nó kết hợp cùng với rượu, hoắc hương và hạnh nhân tạo nên một cái vị một chút cay nồng của rượu mix cùng với cái vị ngậy của hạnh nhân và cái vị u tối của hoắc hương. Tạo nên một cái tông mùi, mặc dù nó là của nữ, thế nhưng mà các anh em nào mà thuộc cái gu classic, dạng kiểu old school, người của thế hệ cũ, thì chúng ta có thể xịt chai nước hoa này một cách rất là thoải mái, không có một cái vấn đề gì cả. Mình chỉ đợi đến khoảng sau này mình có tuổi rồi khoảng tầm 5 xịt chẳng hạn, lôi chai nước hoa này xịt thì là bao phê. Do vậy mà anh em nào mà chúng ta là một người của thế hệ cũ đó, kể cả chúng ta có trẻ thì nhưng mà chúng ta kiểu như nó là old school ấy. Thì đây, Le Baiser du Dragon, mình nói lại, nó không phải là một thuần một cái mùi của hạnh nhân ngậy, thế nhưng mà nó rất là hay, và khi mà anh em xịt chúng ta sẽ vẫn cảm nhận được cái vị ngậy của hạnh nhân mix cùng với hoắc hương và rượu, rất là thú vị chai nước hoa này. Nhưng mà không dành cho các anh em nào năng động nha, mình nói lại đừng có mà cố đấm ăn xôi làm gì, ok. Chai nước hoa thứ ba đến từ sản phẩm của nhà Jadig & Voltaire và nó có tên là This Is Her. Đây là bộ sản phẩm trong bộ đôi của This Is Him với sự kết hợp của kem và vanilla, rất rất là ngậy, rất rất là ngọt. Mình vừa xịt lúc nãy xong, mình khá là thích chai nước hoa này. Nếu mà chị em nào, anh em nào mà muốn tìm một cái món quà để tặng cho bạn gái của mình mà bạn nữ ấy không thích, cái thứ nhất là một cái mùi hương nó có không phải là quá nồng đó, nó vừa đủ, nó ngọt cũng vừa đủ và nó có một cái gì đấy nó thế nào, nó hơi kiểu như là ngậy một chút và ngọt vừa đủ, thì This Is Her là một cái món quà rất là thú vị đó. Còn lại thì nếu anh em nào mà ưa một cái phong cách unisex, nghĩa là chúng ta là phi giới tính, thì mình nghĩ rằng Jadig & Voltaire cũng không phải là một sự lựa chọn quá là tệ. Anh em nào ưa thích một cái phong cách giống như kiểu Jean-Paul Gaultier Lemay chẳng hạn, thì hoàn toàn có thể xịt được chai nước hoa này, không thành vấn đề. Và khi mà chúng ta trải nghiệm mùi hương của chai nước hoa này thì chúng ta sẽ thấy rất, chúng ta sẽ hiểu rất là rõ cái vị ngậy của kem khi nó mix cùng với các nguyên liệu khác nó là như thế nào. Đó, thì This Is Her, anh em nếu mà có điều kiện thì cứ tham khảo, bởi vì như mình đã nói, chúng ta nên open, chúng ta nên gọi là khám phá các cái nốt mùi hương bên cạnh, ví dụ như citrus, aromatic, spicy, woody, foyer, floral, đấy là những cái nốt hương rất là cơ bản, thì chúng đấy là những nhóm hương rất là cơ bản thì và phổ biến, thì chúng ta cũng nên tìm hiểu những cái nhóm, những cái nốt mùi mà nó sẽ bổ trợ chúng ta rất là nhiều trong cái việc mà xây dựng một cái level về thẩm mùi đó. Chai nước hoa thứ tư là một sản phẩm của nhà Kenner và nó có tên là Palo Santo. Đây là một sự kết hợp giữa sữa và gỗ woody. Nói thế nào nhỉ? Mình khá là thích, không hẳn là mình quá thích. Bởi vì với mình thì nó là một cái phiên bản nhẹ mùi hơn so với... Không biết chai nước hoa đây ở đâu. Một phiên bản nhẹ mùi hơn của Kenner Airborne. Đối với mình ấy, thì nó giống như kiểu nó đỡ ngọt hơn, nó đỡ ngậy hơn và nó nhẹ nhàng hơn, thì mình đã thích Airborne rồi, cho nên là với Palo Santo thì mình cũng thấy thích nhưng không phải là quá là điên cuồng. Tuy nhiên nói lại một chút về mùi hương của chai nước hoa này, nó là một sự kết hợp của sữa và woody, nếu như mình không nhập xịt một sọt mới được. Đấy. Khá là thú vị. Unisex, đây là một mùi hương unisex. Thì anh em nào, rất tiếc là bây giờ đang là mùa hè rồi ấy,
mùa đông, su đông, thu đông mà chúng ta muốn tìm một cái mùi hương mà không đụng hàng, nhẹ nhàng, bám lâu thì đây, Candle Palo Santo sẽ là một cái mùi hương, một trong những cái sự lựa chọn anh em tham khảo đó. Và cuối cùng, trang hoa cuối cùng mình muốn nói đến đây, đó là một sản phẩm của nhà Lanvin và nó có tên là O Season. Đây là một mùi hương mặc dù là của nữ nhưng phải nói thật là mình rất là thích trang hoa này với sự kết hợp của sữa và hoa linh lan. Nếu như mình nhớ không nhầm, đại khái là một nốt hoa nào đấy và mix cùng với sữa. Cái cảm, cái dấu ấn, những cái gì mình thích ở trang hoa này đó là nó rất là thích hợp với các chị em nào mà có một cái phong cách giống như kiểu là ngây thơ, không cute girl kiểu dạng như thế, và rất là nhẹ nhàng, sống nói năng rất là nhẹ nhàng, mọi cái đều rất rất là nhẹ nhàng, nhã nhặn, thì Lanvin O Season rất rất là thích hợp. Anh em nào mà có bạn gái, con nhà gia giáo thì nên mua trái nước hoa này để tặng bạn gái, bởi vì mình nghĩ rằng nó rất rất là thích hợp với cái một cái tông mùi sữa nữa, đó rất là nhẹ nhàng thơm. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em 5 trái nước hoa Jordan Paul, Jadik and Voltaire is her, Cartier Le Bezier, Du Dragon, Lavin All Season và Canel Palo Santo. Đây sẽ là 5 mùi hương mà nếu như chúng ta trải nghiệm chúng ta sẽ có một cái khái niệm cũng khá là cơ bản về cái nốt hương của sữa và hoặc là cái tông mùi ngậy của kem. Thực ra thì theo mình nhớ đó là chai Tom Ford Noir Extreme nó cũng có một cái vị ngậy, nhưng mà cái vấn đề là cái phiên bản mới. Bây giờ mình đã nghe nói là nó bị reform và mình không sure, mình không chắc chắn rằng là cái batch mới hiện tại nó là như thế nào. Tuy nhiên về nếu nốt mùi thì Noir Extreme nó cũng là một sự mix giữa một cái vị kem mix cùng với vani rất rất là thơm, bao thơm đó. Thì nếu mà anh em có thể thì cũng nên tham khảo trang hoa đấy. Video của mình đến đây là hết, rất hy vọng các anh em cảm thấy thích về video mình nói về yummy sữa và kem. Còn bây giờ anh em mình hãy chào tạm biệt và gặp lại mọi người trong video lần sau nha.